tới rồi anh trai. Rồi, xin mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra nha. À, và bây giờ thì bạn nam và bạn nữ đã vào vị trí của mình rồi. Chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu bản thân nha. Rồi, mời bạn trai giới thiệu trước. Mình tên là gì? Dạ, em chào chị Cát Tường và bạn cùng chơi. Em tên là Đỗ Xuân Vinh. Năm nay em 39 tuổi. Hiện em đang là giảng viên tiếng Anh ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và em đang sống với gia đình ở tỉnh Bình Dương. Vinh là đi dạy lâu chưa? Hâm niên em dạy là hơn 10 năm mà chị. Hơn 10 năm rồi. Ủa vậy trước đó thì mình làm gì nè? Khi mới ra trường thì em cũng có làm ở bên ngân hàng. Một thời gian ngắn thì em thấy mình có năng khiếu tiếng Anh cho nên em chuyển qua dạy tiếng Anh. Dạ. Hiện tại là Vinh sắp sống với ai? Dạ, hiện tại em đang sống cùng với ba mẹ ở Bình Dương. Bình Dương là ở đoạn nào? Ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. À, vậy cũng gần. Gia đình mình đông anh chị em không? Gia đình em thì có ba anh chị em. Em là con trai giữa. Trước em thì có anh cả và cuối cùng có em gái Út. Thì cả anh cả em và em gái Út thì đều lập gia đình. Dạ, giờ còn có mình nên mình thôi ha. Dạ. Rồi ngoài cái thời gian dạy đó là mình dạy giờ hành chánh hay là sao? Em dạy trong trường giờ hành chánh hả? Em dạy tiếng Anh trong giờ hành chánh, rồi ngoài giờ em có xin dạy hình giảng thêm ở trường đại học nữa, cũng trong khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là một số trung tâm ngoại ngữ bên ngoài. À, coi như là cũng full lịch hết trơn rồi. Bây giờ có bạn gái, có thời gian đi chơi dành cho bạn gái không nè? Dạ, riêng về thời gian thì có, cuối tuần em vẫn còn thời gian rảnh để em rồi, đi chơi bạn gái. Là vẫn còn cuối tuần ha, tưởng đâu thầy giáo làm kính hết trơn luôn rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em là một người chân thành, có thể là tự tin nói trước đám đông, và em là biết quan tâm đến gia đình cũng như là những người xung quanh. Còn điểm yếu của em là có tính hơi bốc đồng. Rồi, giờ chào em gái bên đây nha. Em tên là gì? Đầu tiên em kính chào quý vị khán giả. Thứ hai em chào chị Tường. Thứ ba em chào anh trai bên kia ạ. Dạ, em tên là Trần Phi Oanh. Năm nay em 37 tuổi. Dạ, em cũng là giáo viên. Vậy dạ. Hả? Mình giáo viên dạy môn gì nè? Dạ, em dạy môn ngữ văn à. Mình là dạy ở đâu? Dạ, em đương dạy ở trường trung học phổ thông ở quận 4 à. À, quận 4, quê mình là ở đâu cưng? Ở đâu quanh? Dạ, em sinh ra em lớn lên ở quận 4 luôn à. À, rồi, dạ. Và người thành phố luôn ha. Dạ. À, mình làm giáo viên lâu chưa? Dạ, em vô nghề từ năm 2008 tới giờ. Cũng lâu quá ha, dạ. Thâm niên bộn ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì quanh nè? Có thể nói em là người có trách nhiệm. Thứ hai là em sống rất chân thành, tình cảm với mọi người. Còn nếu mà nhược điểm của em thì khá nhiều. Nổi bật lên có thể đó là em hơi nóng tính. Nhưng mà sau này thì em cũng có cố gắng kiềm chế cái sự nóng tính của mình rồi. Rồi cái thứ hai nữa, nhược điểm của em là em cũng hơi bị theo người ta nhận xét á, là nếu như bề ngoài thì em hơi bị lạnh lùng tí xíu. Rồi cái thứ ba nữa là em hơi bị kỹ tính á, ví dụ như đồ đạc của em ở đâu thì cứ để nguyên ở đó giùm em. Nếu như muốn dọn dẹp di chuyển thì nói em tiếng vậy thôi à. Hiện tại là Oanh đang sống với ai ở đây? Dạ, em đang sống với anh trai của em. Anh trai. À, anh trai có gia đình chưa? Dạ, anh trai em cũng chưa có gia đình à. Ủa, hai anh em chưa gia đình luôn? Dạ. Anh trai là năm nay nhiêu tuổi? Dạ, anh em sinh năm 83 đó. Wow, vậy rồi đưa tới chương trình luôn ha. Dạ. Vậy rồi gia đình có hai anh em thôi, là ba mẹ đâu? Dạ, ba em mất năm 2009. À. Dạ, má em mới mất năm 2019 à. Giờ là còn hai anh em sống chung với nhau thôi. Dạ. Vậy thì giống như cũng câu hỏi hồi nãy thầy chị hỏi thầy giáo ha. Dạ. Bây giờ cô giáo là thời gian như thế nào nè, giờ giấc như thế nào nè? Cũng như anh nói á, thì cuối tuần là tụi em cũng có thể rảnh được. Với lại quan trọng á, muốn rảnh thì tụi em sẽ tự sắp xếp để rảnh nếu như muốn gặp nhau à. Còn đi dạy là em dạy giờ hành chánh hay là sao? Chứ gì ngữ văn thì chị nghĩ là đâu có dạy thêm gì nhiều hả? Giờ làm cố định của em vẫn là giờ hành chánh. Còn nếu như mà cuối tuần á thì có thể là như hôm nay thì em có thể em xin thỉnh giảng ở trường trung cấp nghề cũng đi. Dạ. Dạy thêm nữa. Dạ, còn cuối tuần chủ nhật hẳn luôn thì có thể là em đi dạy kèm gia sư à. Trời ơi, cũng đi tùm lum vậy đó hả? Dạ, cũng đâu có thời gian đâu ha. Tôi tưởng đâu là thầy cô giáo là cũng có được thời gian rảnh rỗi, ai về cũng bận kín hết rồi. Dạ. À rồi, mình hiểu như vậy rồi. Bây giờ đi tìm hiểu một chút xíu vô tình trường của hai thầy cô giáo này coi sao nha. Thầy giáo thì tình duyên sao nè? Tình trường của em thì trải qua hai mối tình. Một mối tình thì xảy ra thời sinh viên, thì khi đó thì em có yêu một bạn học cùng khoa luôn. Đến gần năm cuối thì em nhận được tin là bạn ấy bị bệnh và mất. Ủa là sao mà bệnh gì mà mất nhanh vậy em? Là trong lúc thời gian 4 năm quen thì mình là không có phát hiện bệnh gì hết. Dạ, lúc đó thì em không có phát hiện, có thể là bạn đó không có nói. Rồi sau đó thì em mới nghe mấy bạn bè nói là bạn hơi bị tim. À.
trong lúc mà em đi mùa hè xanh về, em biết bạn đó bệnh này đang nằm bệnh viện, thì em cũng có đến thăm bạn đó ở bệnh viện, nhưng mà vài tháng sau thì bạn cũng mất. Cái lúc mà bạn ở bệnh trong bệnh viện là đến, nhưng mà lúc đó là hai người vẫn đang còn quen nhau mà, đúng không? Dạ có. Bạn nó cũng không chia sẻ gì luôn. Em vô bệnh viện thì bạn đó cũng yếu rồi. À. Dạ cũng không có nói được nhiều. Còn mối tình thứ hai thì em làm quen sau khi em ra trường có việc làm, cũng quen một quá trình thì cũng về quê, cũng cho gia đình thấy, nhưng mà gia đình bà đó nghĩ em sống xa quá cho nên không đồng ý. Là quê bà đó ở đâu mà sống xa quá? Dạ quê bạn đó ở ngoài miền Trung chị. À là em cũng đi theo bạn đó ra miền Trung luôn. Dạ. Thăm gia đình mà tao nói ở xa quá. Dạ xa, tại em nói em ở Bình Dương. Xa. Rồi sau những thời gian sau này, những năm sau này mình không có mối tình nào hết hả em? Thì những năm sau đó thì em cũng có những mối tình, nhưng mà chỉ kéo dài không được bao lâu thôi, cho nên cũng không đáng kể. Thế bây giờ em mong muốn tìm một cái người như thế nào nha? Mong muốn bằng một người bạn đời của em, nhất là có sức khỏe, có công ăn việc làm ổn định, học vấn, rồi biết quan tâm đến gia đình, mọi người, và sống có đạo đức trách nhiệm, vậy là đủ rồi. Đủ rồi. Dạ. Về ngoại hình mình có tiêu chí gì không em? Nếu cần thì bạn nữ cũng nên cao một chút để đứng để có thể cân xứng. Em cao bao nhiêu? Thôi bộ cao dữ ạ. Dạ em cao 1m75. Có cái điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Điều em không thích ở người phụ nữ nó là tính nhiều lúc hay han phiền trong công việc, nó cứ đem công việc vụ cỡ cơ quan về có gì mà buồn phiền đem về nhà rồi nó trách móc này. Dạ cảm ra. Dạ. Đó. Dạ. Không, nhưng mà thật ra cũng thông cảm mà, phụ nữ vậy. Ta thương mình đi làm về nhà có chồng có cái gì ta kể chồng nghe thôi, chứ đâu phải trách móc rồi này cái gì. Nhưng mà kiểu cũng có người chia sẻ, giống như giờ chị đi làm cả ngày, bữa nào mệt quá thì mình cũng chia sẻ với bạn mình, trụ nay em mệt quá rồi, công việc nó vậy vậy này kia. Cái đó cũng phải càm ràm, cái đó là chia sẻ, cái đó là chia sẻ. Dạ. Ngộ lắm, yêu thương thì cái gì cũng được á, mà tao không thương rồi cái gì cũng không được. Dạ. Khi thương cháu cũng tròn, mà khi ghét cái bộ hòn cũng méo. Anh nào mà thương mình là bữa nay em đi làm sao em vui không, có chuyện gì không kể anh nghe, thấy không? Dạ. Còn đã không thương rồi á, trộn nói nhiều quá mệt quá, nhức đầu quá, đúng không? Dạ. Khó nói lắm. Rồi quay lại với cô giáo Oanh ha. Dạ. Địa hình trường của Oanh như thế nào? Em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là năm em mới về trường khoảng được 1 năm, thì em quen bạn đó là cùng tuổi với em khoảng có 3 tháng. Nhưng mà đến một cái giai đoạn Tết đó, thì mẹ của bạn ấy đã chấm cho bạn ấy một người khác. Rồi khoảng gần năm sau thì em quen cái anh thứ hai cũng đồng nghiệp với em nhưng mà khác trường. Thì anh đó với em quen nhau khoảng được 8 tháng. Nhưng mà có chia thành hai giai đoạn. Trời đất ơi, cái gì mà mối tình có 8 tháng mà còn chia hai giai đoạn nữa. Dạ, thì cuối cùng chắc đến giờ này em tổng kết lại thì có thể là do tình cảm của anh, thứ nhất là chưa sẵn sàng, thứ hai chưa đủ lớn, nên cũng là anh chủ động dừng lại với em. Rồi chia làm hai giai đoạn là hai giai đoạn sao, kể chị nghe coi. Hai giai đoạn nghĩa là sau 4 tháng anh tự nhiên anh biến mất. Rồi sau đó là anh nói chuyện với em thì giống như là tụi em có hàn gắn lại. Rồi sau đó tụi em tiếp tục quen nhau 4 tháng sau. Thì 4 tháng sau thì có vẻ nó tương đối là nó thông hiểu hơn, nó mặn mà hơn 4 tháng đầu. Nhưng mà đến lúc mà bên ba mẹ của anh chuẩn bị qua gặp má em, không biết anh suy nghĩ cái gì đó, Anh nhắn tin anh chia tay em. Rồi sau một cái khoảng thời gian này thì em cũng có qua lại nói chuyện với mẹ ảnh. Tại thật sự là mẹ ảnh cũng rất là quý em. Em cũng quý bác lắm. Thì mẹ ảnh cũng nói là nó cũng đâu có quen ai đâu. Dạ rồi cuối cùng là khi mà em nhìn lại mọi vấn đề, em nghĩ chắc có thể là tình cảm của hai bên chưa đủ lớn, hoặc là anh chưa sẵn sàng để đón nhận em vô cuộc đời của ảnh. Nên ảnh dừng lại với em. Là đồng nghiệp luôn đó, cũng dạ, là đồng nghiệp luôn đó. Dạ, hai bạn đều là đồng nghiệp hết. Quen toàn đồng nghiệp không ha. Rồi chuyến này cũng đồng nghiệp nữa mà không biết ổn không ạ. Khổ dữ vậy trời ơi, tao bất quá tam ba bận. Mà hỏi thiệt là vậy, em có ngại quen thêm đồng nghiệp nữa không? Dạ cũng không ạ. Không hả? Dạ, nghề nghiệp nó cũng chỉ là một cái cần câu cơm thôi mà chị. Nó cũng không có quyết định cho cái tương lai của một mối quan hệ à. Mà xưa giờ giống như nói em là nhất nghệ tinh nhất thân vinh ha. Là lúc đi học ra tới giờ là một cái nghề giáo này thôi đúng không? Dạ rồi. Mình có suy nghĩ gì những cái hướng tương lai của mình như thế nào không? Bây giờ thật ra trong lòng em là em rất là thích kinh doanh. À. Dạ.
Thì hồi trước khi mà bùng dịch thì em có kinh doanh nhỏ nhỏ một tí xíu, bán online. À. Dạ, là em bán bánh tráng cho học trò em. Trời ơi, cô giáo là kinh doanh dữ. Đối tượng kinh doanh là qua nhắm cho học trò luôn ha. Dạ. Chắc ổn mà, học trò phải ủng hộ cô giáo chứ đúng không? Dạ. Rồi sao nữa? Nhưng mà cuối cùng khi mà em gặp cái chướng ngại vật ở đây là, thứ nhất em không có người phụ. Ừ. Em đi cả ngày về tối quá em làm không nổi. Ừ. Rồi sau đó thôi thì cũng nhiều cái tác nhân thôi em ngừng lại. Ừ. Thì bây giờ trong đầu em cũng đương muốn phiêu lưu thêm một lần nữa vụ kinh doanh. Đợt này định kinh doanh gì? Kinh doanh quần áo. Wow, là cũng hay ha. Công nhận có cái ý chí ha, có ý chí cầu tiến muốn khám phá ha. Nhưng mà trong cái việc trong cái dạy của em là lúc học ra tốt nghiệp là đi dạy môn văn luôn tới bây giờ luôn á hả? Em ra trường là năm 2007. Ừ. Thì trong từ 2007 cho đến 2008 là em có đi làm cho bên công ty nhà xuất bản Phương Đông á. Ừ. Tạp chí thì em mới làm được chừng có 2 tháng mới lãnh lương tháng thứ 2 thì chỗ nhà xuất bản đóng cửa. Trời. Rồi sau đó thì má em, tại má em cũng là giáo viên. À. Má em mới nói thôi con gái phải ổn định nghề. Nên má mới kêu em đi học bên chứng chỉ mà lý luận xưa dạy học đó chị. Rồi, dạ. Chứng chỉ sư phạm. Dạ đúng rồi à. Ừ. Rồi sau đó thì em vào ngành, em về trường này luôn. Là từ 2008 tới giờ. Rồi mai mốt đi rủi cho kinh doanh mà đắt quá rồi được nhiều tiền hơn là bỏ nghề đi dạy hả? Em chưa nghĩ là em sẽ bỏ nghề. Tại thật sự là cái nghề này vẫn là cái nghề mong mẫu của má em. À. Còn kinh doanh là niềm đam mê của em. À, thì... kiếm thêm thôi, thu nhập dạ, thôi đúng ha. Dạ đúng rồi, thứ nhất là đam mê để em thỏa cái đam mê của em thôi. Ừ. Thì bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em muốn tìm một đối tượng để các em kết hôn. Em chỉ cần anh á, về ngoại hình thì em không cần ngoại hình quá đẹp. Còn về tính cách đó thì em cần một anh là có trách nhiệm. Nếu như anh có yêu thì anh nói rằng yêu. Còn nếu như anh chưa kịp yêu em thì anh cứ nói thẳng với em. Thì cái lời thẳng nó vẫn dễ chấp nhận hơn. Cái lời thẳng nó vẫn dễ chấp nhận hơn. Cái thứ ba nữa là em cần là một người sống cũng phải biết phải trái trước sau một tí xíu. Không có đứng núi này mà trông qua núi nọ. Ừ. Tại vì em cũng nghĩ là đến cái tuổi này thì phụ nữ nó cũng sẽ không bằng cái tuổi mà hai mươi mấy. Sẽ có những cái phai tàn một tí xíu. Anh nào cũng nghĩ vậy thì tội nghiệp cho những phụ nữ trung niên. Trời ơi, chưa gì vô phụ nữ trung niên rồi. Là nói chung mọi thứ nó cũng tùy cái duyên à. Dạ. Mỗi người có một cái duyên, có một cái số phận hết trơn rồi. Dạ. Được chưa chắc đã thành công, mà chưa được cũng chưa hẳn là thất bại. Dạ. Đúng không ạ? Mọi thứ nó có cái duyên số hết, tùy theo cái phước phận của mình ha. Tới đâu mình hưởng tới đó, miễn mình sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Hy vọng ngày hôm nay sẽ kết nối được cho hai thầy cô giáo lại với nhau. Chứ còn Tường cũng đâu có dám nói được điều gì, đúng dạ. không? Mình cũng đâu có biết được cái cảm xúc của hai bạn là như thế nào. Thế thì bây giờ tình duyên rồi, mọi thứ rồi, bây giờ mình chơi đoán thử nha. Giờ trên tay chị Tường là hai cái điện thoại ha, đã cài đặt sẵn cái app là Speak Couple. Trong này đã có hình ảnh sẵn của anh Xuân Vinh 39 tuổi và bạn Phi Oanh 37 tuổi. Bây giờ hai bạn hãy nhìn vào cái ảnh này và lướt để mình đoán xem Phi Oanh là ai, Xuân Vinh là ai. Đây, lựa đi. Đó, Phi Oanh. Rồi lựa đi, ai là Phi Oanh? Nãy giờ mình đang nói chuyện với ai? Cô giáo dạy văn. Nghĩ chắc cô này. Nghĩ cô đó hả? Lý do sao là chọn cô đó? Bởi vì em thấy nếu mà làm nghề nhà giáo thường là sẽ dành thời gian cho công việc, cho đứng soạn giáo án, là giảng dạy này nọ, cho nên thường cái vẻ đẹp nó sẽ không như ban đầu, có thể là nó một chút nó thay đổi một tí. Rồi giờ mình sẽ thử thí dụ như cô đó thì đâu hoặc là một sự lựa chọn thứ hai em cũng có thể chọn, đó là cô gái này. Lý do sao chọn cô đó? Bởi vì em nghe giọng nói thì em có cảm tính. Đoán ha. Rồi bên đây đoán anh nào? Ban đầu là em đoán anh này. Ừ. Nhưng giờ chắc em dừng lại ở anh này. Lý do? Tại vì ban đầu em đoán anh này thì nghe về cái nghề nghiệp của ảnh. Ừ. Thì em nghĩ là phải có một cái sự đạo mạo một tí xíu. Ừ. Trong quần áo chỉnh chu, trong trang phục. Dạ. Nhưng mà em nhớ lại là anh có nói là anh cũng hơi bốc đồng một tí xíu. Thì em đoán từ anh này. Tại cái gương mặt của anh vẫn còn một tiếng nào đó cũng hồn nhiên tí xíu, trẻ thơ tí xíu, baby xíu ha. Dạ. Rồi hay quá, thầy cô giáo phân tích, ai phân tích cũng hay hết trọi á. Bên này nãy nói cao mét 75 rồi, vậy đoán thử bên này cao nhiêu? Em đoán bạn nữ cao khoảng 1m62. Cao thử 1m62. Thôi đừng đoán nữa, đoán quá thành thầy bói mù quá. Bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về cổng Speak Couple này nha. Vì Tường sẽ mở cửa ra cho các bạn xem bữa nay cái sự phán đoán của các bạn có trúng hay không nha. Rồi, xin mời thầy giáo và cô giáo.
Chào em. Chào anh ạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc em nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Dạ, em cũng có một tí quà em gửi anh làm kỷ niệm buổi ban đầu. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ. Trời, cô giáo Văn nói chuyện nghe thấy thương không? Tí quà mà kỷ niệm buổi ban đầu nữa. Rồi, cảm giác đầu tiên của em như thế nào về thầy giáo ngồi trước mặt với cái sự chọn lựa của mình? Em sai. Là cái hình đầu tiên em chưa chấm vô anh đó. Dạ. Rồi, khi mà gặp người thật thì không biết là cảm xúc hôm nay của em như thế nào? Anh cho em cái cảm giác đầu tiên từ cái ánh mắt của anh, từ cái nụ cười của anh thì ấm áp, có cảm giác an toàn. Rồi, còn thầy giáo thì sao? Mình cũng trớt quớt luôn ha. Hai sự lựa chọn cũng không đầu vô đầu hết. Dạ, nói chung mặc dù dự đoán không chính xác nhưng mà qua lần gặp thực tế với em thì anh cũng thấy là em có một sự chân thành. Dạ. Trong cái mối quan hệ thì hy vọng là anh sẽ đón nhận được sự chân thành này mãi mãi từ em. Trời ơi, sao tôi nghe hai thầy cô giáo nói chuyện tôi thấy thương gì đâu á, thấy nó dễ thương gì đâu á. Bây giờ thì Tường sẽ vào trong một xíu, dành nơi này cho hai bạn để hai bạn tâm sự với nhau, dùng một cái bữa cơm thân mật mà chương trình dành cho hai bạn. Mời em dùng bữa trưa. Dạ, cũng mời anh. Mời em. Dạ, em xin phép. Theo anh, ba yếu tố chính để tạo nên một mối quan hệ là gì ạ? Thứ nhất đó là sự chân thành trong mối quan hệ. Thứ hai đó là cái đạo đức trong cái lối sống của mình. Dạ. Đó. Cuối cùng đó là trách nhiệm. Trung thủy, ngoài sự chân thành, trung thủy phải đi kèm với trách nhiệm trong cái công việc mình làm, cũng như là trong công việc nhà, cũng như trong công việc gia đình, công cơ quan. Dạ. Đối với anh là vậy. Dạ, em đồng quan điểm với anh. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, em mời anh. Bên anh có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, em sẽ cư xử như thế nào khi cãi nhau và sau đó là gì? Dạ, thì thường á, nếu như là em xác nhận người đó là người yêu của em và nếu là người chồng của em thì chắc chắn là em phải có sự tôn trọng. Nếu như bất đồng quan niệm thì em vẫn nghĩ là phải nên cố gắng bình tĩnh ngồi xuống để mà nói với nhau. Có thể là nói giọng hơi lớn tiếng cũng được, nhưng vẫn là nói chuyện. Còn nếu như lúc bấy giờ mà không bình tĩnh được nữa thì có thể là em sẽ chủ động em làm một cái việc gì khác, để khi mà cái cảm xúc của em nó ôn hòa lại thì em sẽ nói chuyện với anh. Nhưng mà chốt lại vấn đề vẫn là nói chuyện với nhau để chúng ta tìm cách giải quyết. Còn câu hỏi thứ hai là điều hãnh diện nhất của em là gì? Điều hãnh diện nhất của em thì bây giờ em vẫn nghĩ đến giờ phút này là em vẫn là khá thành công nhất trên con đường học vấn. Cảm ơn em. Em còn một câu hỏi bên đây em xin dành cho anh. Theo anh, có nên công khai mối quan hệ tình cảm của cả hai cho gia đình, bạn bè và cho mạng xã hội không? Thì khi mà anh nghĩ mối quan hệ chín mùi, thì nơi mà công khai đầu tiên nhất chính là gia đình. Bởi vì gia đình là ba mẹ, là người đã sinh ra nuôi dưỡng ta, nên anh sẽ công khai cho gia đình trước. Sau đó là tới bạn bè. Bạn bè, người thân. Nếu vậy thì anh có thể cho em hỏi anh thêm một câu nữa không ạ? Dạ, tại vì em nghe câu trả lời của anh là bất cứ việc gì cũng đặt gia đình lên trên hết. Thì dạ, còn nếu như một khi mà xảy ra bất hòa giữa mẹ anh với lại vợ anh thì anh sẽ xử lý như thế nào ạ? Đây là câu hỏi cũng rất là hay, nhưng mà trả lời cũng rất là, nói chung là cũng cần một cái sự khéo léo nhất định. Thì nếu mà anh gặp phải một cái trường hợp như em nói thì thứ nhất là anh sẽ cần một cái khoảng thời gian để em và dù mẹ anh bình tĩnh lại, suy nghĩ vấn đề. Vì khi mà cả hai mà đã có mâu thuẫn thì mà mời cả hai ngồi cùng lại rồi mình đứng ra phân giải thì chắc chắn là không thể được, không thể thành công, đó là xác suất. Cho nên điều anh cần ở đây là một cái sự bình tĩnh, một cái khoảng thời gian lặng để cả hai bình tâm. Sau khi cả hai bình tâm và sự bình tâm rồi thì anh sẽ gặp riêng em để anh hỏi xem em có những cái gì trải lòng như thế nào. Còn rồi sau đó anh sẽ gặp riêng mẹ anh sẽ xem coi mẹ của anh có suy nghĩ như thế nào. Rồi sau đó anh sẽ gặp chung hai người lại. Nghĩa là nơi anh là không có suy nghĩ là... Không có phân biệt đối xử gì hết. Dạ, nghĩa là anh hiểu ý em. Anh hiểu ý em. Với lại anh có thích nuôi cún không ạ? Nhà anh có nuôi chó. Dạ được. Dạ, tại vì em có hai con cún là hai cục vàng của em. Có khi nào mà học trò chọc ghẹo em mà em đến nỗi mình phải nổi giận hay là phát cáo lên không? Dạ không ạ. Tại vì ở đó em cũng biết là học trò dù như thế nào chăng nữa, mấy em nó vẫn biết là phân vị giữa thầy cô
với là học trò. Và với trường của em vẫn chưa đến nỗi là các em quá hư. Còn nếu như mà em cảm thấy nếu mà không vừa lòng thì em sẽ nói thôi dừng lại đây, không dẫn nữa. Thế thì mục tiêu trong tương lai của em là như thế nào? Dù ngoài công việc kinh doanh là em có những cái dự định nào khác không? Thì mục tiêu trước mắt của em và em có thể em thực hành liền trong trước Tết đó là em nói với chị và với anh đó là em sẽ kinh doanh online. Còn về cái công việc bây giờ của em thì vẫn là công việc ổn định, nó vẫn là cái ước nguyện của má em nên em sẽ không bỏ nghề. Còn lại thì có thể là em vẫn muốn học tiếp. Vậy là em dự định sẽ học lên thạc sĩ đúng không? Dạ em học thạc sĩ rồi ạ. Gì tôi nghe học thạc sĩ rồi luôn hả? Dạ. Nãy giờ tôi hỏi quá trời rồi, có đoạn học thạc sĩ đoạn nào không, đoạn nào không kể tôi nghe. Dạ trong cái đoạn mà em chia tay anh thứ hai cho đến bây giờ là em không quen ai, là lúc đó là em đi làm với em đi học. Là tay phải nuôi tay trái. Trời, vậy cô gái cũng còn cầu tiến dữ ha. Thật sự là với những người mà đôi lúc là mình đã trưởng thành rồi thì nãy giờ mình hỏi về công việc, sự nghiệp, về mọi thứ thì các bạn cũng đã tự chia sẻ với nhau hết rồi. Bây giờ mình muốn là chia sẻ một cái chủ đề nó liên quan đến cái chuyện mà tình yêu, đến cái quan hệ, những tình cảm một chút xíu. Thì không biết là tôi muốn nghe trên chương trình xem là những thử những cái suy nghĩ của những người làm trong ngành sư phạm thì có những cái suy nghĩ như thế nào so với những người khác. Đó là về cái chủ đề sống thử. Thì không biết là hỏi cô giáo trước đi nha. Trên tư cách cá nhân thì em không bao giờ em nói là em phản biện hoặc là em cổ suý hết. Em đứng trung lập theo cái quan điểm riêng của em. Là em không có đồng ý với cái sống thử. Vì sống thử ở đây giống như mấy bạn cứ bào chữa bằng cách nghĩa là dọn về nấu cơm chung. Thì như vậy thì hai chị em gái có thể được, hai anh bạn trai có thể được. Nhưng mà một nam một nữ thì em thấy là không được. Một nam một nữ thì em thấy là không được. Lý do thứ nhất á, là cái gì cũng vậy, mới mẻ thì mình còn muốn tìm hiểu lẫn nhau. Còn một khi đã quá quen nhau rồi thì nó sẽ đâm ca chán. Mà một khi đã chán thì nó sẽ kéo qua cái vấn đề thứ hai. Vợ chồng ở chung với nhau thì còn có sự ràng buộc. Ràng buộc với gia đình, ràng buộc với pháp luật. Thì cái sự chán đó không còn tình nó sẽ chuyển qua còn nghĩa. Không còn tình nó sẽ chuyển qua còn nghĩa. Để mà có thể sống với nhau. Còn ở đây hai bạn trẻ này là hoàn toàn là không có sự ràng buộc luôn. Thì mâu thuẫn nó sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Rồi cái thứ ba, em nghĩ là sống thử thì phần thiệt thòi luôn luôn thuộc về nữ. Ví dụ như là anh con trai đó ghé thăm bạn gái, hàng xóm láng giềng thấy, người ta vẫn chấp nhận à đây là người yêu, người ta tìm hiểu nhau thôi. Còn một khi mà anh con trai đó xuất hiện ở nhà đó vào một buổi sáng thì như vậy cái tiếng dèm pha nó cũng sẽ rất là nhiều. Mà ở đây là không phải dèm pha cho bản thân mình mà còn tiếng đời cho gia đình mình nữa. Thật ra cũng có rất là nhiều người đến với chương trình đưa ra cái quan điểm của mình. Có những người là đồng ý, có những người là không đồng ý. Nhưng mà để gọi là phân tích lý do tại sao không đồng ý thì rõ ràng là ngày hôm nay cô giáo đã phân tích rất là mạch lạc. Thì đây cũng là một cái ý kiến mà chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ trước khi chúng ta quyết định cho cái cuộc đời của mình, đặc biệt là với những bạn trẻ. Rồi bây giờ chúng ta nghe ý kiến của thầy giáo như thế nào. Thì đối với em thì vấn đề sống thử thì đây cũng không phải là vấn đề gì nó mới mẻ. Và cái đề tài này em cũng từng đưa vào cái đề tài là dạy tiếng Anh luôn. Đó, và để xem coi suy nghĩ của các bạn học trò của em như thế nào. Thì đa số thì các sinh viên thì bây giờ lối sống thì nó cũng thoáng rồi. Cho nên mấy bạn nói là có thể là sống thử với nhau được, nhưng mà đừng có gây nên những cái hệ lụy. Ví dụ như là sinh ra những cái đứa con hay gì đó rồi sau đó là phá thai hay như thế nào đó, rồi để lại trách nhiệm cho gia đình gánh vác, đó là một điều không nên. Cho nên em thì cũng ghi nhận thông tin từ các học trò thôi, và đứng ở vai trò em là một giáo viên thì em chỉ khuyên học trò là pháp luật không cấm các em sống thử, nhưng trước khi các em đến với nhau thì các em nên có một cái sự tỉnh táo trong cái suy nghĩ của mình. Mình cân nhắc xem với cái độ tuổi mình như vậy, có chưa có công việc như vậy, còn sống lệ thuộc vào gia đình như vậy thì có nên sống thử với bạn nữ hay không. Và nếu như ngoài sự mong đợi xảy ra, ví dụ như là có một đứa con đi, thì bạn có sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm nuôi đứa con đó hay không, trong khi bạn là vẫn còn là ngồi trên ghế nhà trường, chưa có tài chính ổn định. Đó là những cái ý kiến mà các bạn trẻ nên suy ngẫm nha. Cũng có thể theo dõi chương trình này, cũng có những học trò, học trò của thầy, cũng có những học trò của cô, thì chúng ta nghe thử. Nam giới thì bao giờ nó cũng có một cái nhìn tương đối là nó nhẹ nhàng hơn, đỡ khắt khe hơn và phóng khoáng hơn với cái việc sống thử. Tuy nhiên nữ giới thì đúng như cô giáo nói, nó cũng có những cái mặt thiệt thòi nhất định, ngay cả về mặt tinh thần cũng như là cả cái thể chất nữa, nó cũng bị tác động rất là nhiều.
giống như là có những cái trường hợp nó không may, nó vỡ kế hoạch, nó xui rủi, giống như là thầy đây mình chia sẻ, đâu phải lúc nào mình cũng kế hoạch được đâu, mình cũng phòng ngừa được đâu. Những người trưởng thành có gia đình rồi mà đôi lúc người ta còn vỡ kế hoạch, huống chi mình là cái lứa tuổi đang đi học. Những cái kiến thức ngay cả về hôn nhân gia đình, những kiến thức về tình dục, những kiến thức mà để bảo vệ bản thân, đôi lúc mình cũng chưa nắm rõ nữa, thì chắc chắn nó sẽ có những cái hệ lụy để lại. Rồi bây giờ quay trở lại câu chuyện của hai đứa mình. Thật ra là chia sẻ để quan điểm, thật ra cũng để cho cả Oanh và Vinh cũng hiểu được nhau nhiều hơn, cũng biết về cái tư tưởng của nhau. Thì bây giờ mọi thứ chia sẻ tâm sự thì cũng rồi. 30 phút trên chương trình thì rất là ngắn, không có phải là đủ để mình hiểu được hết con người của nhau đâu. Thì trước khi để cho các bạn đưa ra quyết định, Tường vẫn dành cho các bạn một sự ưu ái nữa, đó là đo cái cảm xúc. Đúng không ạ? Nãy giờ nói không à, nhìn không à. Bây giờ mời hai bạn hãy nắm tay nhau qua cái cửa của cái ô cửa của chương trình. Nắm tay nhau 30 giây thôi, rồi nhìn thẳng vào nhau nhé. Hai bạn có thể hãy nói lên cái suy nghĩ của mình. Rồi, mời thầy. Tại anh lạnh quá. Anh mới đi ngoài mưa vậy. Dạ, em xin phép nói trước. Thì vẫn là như ban đầu em nói với chị Tường, với anh, là rút kinh nghiệm của em từ cái mối tình của anh thứ hai. Thì em vẫn chỉ là yêu cầu là bạn có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một đường cho xong. Anh thì không có điều gì khác hơn là chỉ hy vọng là cái sự chân thành của anh, cũng như là những cái tính khác mà sau này em sẽ biết được, nó sẽ là duy trì được cái mối quan hệ của em. Với lại nếu thí dụ em có những cái sai phạm gì mà trong cái mối quan hệ với anh và em hôm nay bắt đầu, thì cũng xin là được anh chị dạy cho. Vì sao thì về tuổi đời hay tuổi nghề hay bất cứ gì, em vẫn cảm thấy em vẫn còn nhỏ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi, mời hai bạn ngồi xuống nha. Những cái chia sẻ cũng rất là chân thành. Và bây giờ là phần quyết định của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm có hình trái tim nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Cát Tường, nếu như đồng ý hẹn hò và cho nhau cái cơ hội thì mình bấm nút. Còn nếu không đồng ý thì mình có quyền lặng lẽ lấy tay của mình ra. Rồi, xin mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 Hãy lắng nghe thật kỹ cái tim của mình, cảm xúc của mình. Dùng lý trí để phân tích là đối tượng này có phù hợp hay không, có nên cho cơ hội hay không, mình có nên nắm bắt hay không. Hai, rút kinh nghiệm của em từ cái mối tình của anh thứ hai, thì em vẫn chỉ là yêu cầu là bạn có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một đường cho xong. Anh thì không có điều gì khác hơn là chỉ hy vọng là cái sự chân thành của anh, cũng như là những cái tính khác mà sau này em sẽ biết được, nó sẽ là duy trì được cái mối quan hệ của em. Và 3 hết thời gian. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều nha. Mời cô giáo thầy giáo qua đây để tôi phỏng vấn thêm câu này nữa, phỏng vấn câu thầy giáo mới được nha. Bây giờ tôi hỏi thầy một câu, hồi nãy thầy đòi là cao 1m65, bây giờ cổ cao có 1m45, tại sao thầy lại bấm nút? Đôi khi quyết định thì cũng có thể linh hoạt một tí chị. Linh hoạt, trời ơi trời, trong tình yêu mà cũng dạ. Hay câu này hay nha. Vậy thì cái điều gì ở quanh mà cảm làm cho em có thể là rung động mà mình lại chọn bấm nút? Thứ nhất là do cái tuổi em thì nó cũng không còn trẻ nữa, cho nên cũng có những cái trải nghiệm nhất định trong đời. Đối với em bây giờ thì cái sự ổn định là ưu tiên hàng đầu của em, cho nên em cũng không muốn đặt ra nhiều cái tiêu chuẩn gì hết. Em sẽ hài lòng với những gì mình có ở hiện tại. Với những gì mình có ở hiện tại. Thế rồi còn Oanh, cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào? Dạ, trong suốt thời gian mà trò chuyện với anh thì em cũng có nhìn anh, thì em thấy em vẫn nói là anh cho em cái cảm giác là anh chín chắn, anh có trách nhiệm, là một người đàn ông an toàn, ấm áp. Cảm ơn hai bạn, chúc cho hai bạn có một khoảng thời gian tìm hiểu và hẹn hò nhau thật là thú vị.
Cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình cũng sẽ dành tặng cho hai bạn tham gia chương trình ngày hôm nay một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và trong cái ứng dụng này thì các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Và bây giờ rất vui nhưng chúng ta phải tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. Đừng quên khung giờ phát sóng rất quen thuộc của chương trình 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9, 18:00 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.